điện. Các bạn ơi, gần đến Trung Thu rồi. Mà các bạn biết không, năm ngoái ăn mày không có đèn Trung Thu đã bị nhà vua chê cười rồi. Năm nay phải làm thế nào? Năm nay phải làm thế nào? Ăn mày phải quyết tâm có đèn Trung Thu mới được. Nhưng mà mình ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì làm gì có tiền mà mua đèn lồng bây giờ. Các bạn nhìn nhà mình xem này. Rồi ôi. Mình nhớ ra rồi. Mình có tiền, mình có một kho báu tài sản luôn mà bố mình để lại cho mình. Ui. Tháo ra. Ồ, các bạn ơi, tiền để trong cái tủ này này các bạn. Ui, lâu lắm rồi, bây giờ mình mới nhớ ra. Mở cho các bạn xem nhá. Ui, có phải rán đấy các bạn ơi. Ui, cái phòng này, cái tủ này của mình lắm rán đấy. Đi ra hết đi. Ui, đi. Ui, đây rồi. Tiền đâu rồi? Tiền đâu? Rõ ràng bố mình bảo tiền ở trong này mà sao không có tiền? Tiền đây rồi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. 6.000. 6.000. Thế này chắc phải mua đèn lồng siêu đẹp, siêu xịn sò cho mà xem. Bây giờ mình đi mua cho các bạn xem nhá. Đi. Đây là cun sữa chua mà. Ôi trời ơi, uống cun sữa chua tiêu hóa tốt, bụng khỏe re, mà vui chơi cả ngày không biết mệt. Nhà vua, ăn mày cho nhà vua quả nho rừng này. Nho rừng. Nhà vua bị trơn rồi. Gây răng ta rồi. Ăn mày đi mua khắp nơi nhưng mà không ai bán đèn lồng cho mình các bạn ạ. Bây giờ toàn đèn lồng xịn sò đắt tiền thôi. Người ta bảo 6.000 này không mua được đèn lồng đâu. Vậy là ăn mày vừa làm cho một cái đèn lồng Trung Thu bằng tre và bằng ni lông này các bạn ơi. Các bạn thấy cái đèn lồng Trung Thu ông sao của ăn mày đẹp không? Đảm bảo nhà vua thấy cái đèn lồng của mình sẽ thích cho mà xem. Ê, ăn mày cũng có đèn lồng này vua ơi. Đèn lồng của ăn mày đẹp không? Ui. Nhà vua có nhiều đèn lồng đẹp như thế này á. Ui. Cái đèn lồng này đẹp dã man luôn. Ui, cái đèn lồng này ăn mày thích lắm này nhà vua. Nhà vua cho ăn mày cái đèn lồng này đi. Không. Hay là nhà vua đổi cái áo này lấy cái đèn lồng đấy nhá. Để ta xem nào. Tối quá. Đổi đôi dép này, lấy cái đèn lồng đấy. Không. Đi. Đôi dép của ăn mày vẫn còn lành lặn mà. Nhà vua đổi đi. Không. Ông ơi, rủ chút lòng thương cho tôi xin một ít bánh mì cơm nguội cũng được. Bà ơi, cho tôi xin một ít. Tôi lạy ông đi qua, tôi lạy bà đi lại. Rủ chút lòng thương cho tôi xin một ít đồ ăn, thức uống thừa cũng được. Mình vẫn còn một quả na này. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ mình cũng đã được ăn gì đâu mà mình còn mỗi quả na này thôi. Nhưng mà thôi, cho đi là nhận lại. Tiên ta tặng cho ngươi. Thì ra bà là bà tiên trong truyền thuyết đấy ư? Đúng rồi, tôi tặng
cho con. Con cảm ơn bà Tiên nhá. Có thùng sữa Cun uống thế này ngon lắm. Nhà vua, nhà vua, đổi một thùng sữa cho uống Cun, lấy một đồ chơi đèn lồng được không? Được, 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 được. Sữa chua uống Cun ngon tuyệt vời. Chuyện sữa chua uống của Cun với chuẩn 3-0 lại chẳng ngon thì không à? Sữa chua uống Cun chuẩn 3-0. Này nhé, không chất bảo quản là mấy? Là 1. Không màu tổng hợp là mấy? Là 2. Không chất tạo ngọt tổng hợp là mấy nào? Là 3. Thế chẳng là 3-0. Sữa chua uống Cun mới với công thức bổ sung vi chất lysine, kẽm, B6 hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Mà nhá, nhà vua có biết nếu mà hệ tiêu hóa tốt thì sẽ vui vẻ, khỏe mạnh cả ngày đó nha. Giúp nhà vua ăn ngon hơn, chơi vui hơn đó. Vừa uống ngon, vừa giúp bụng khỏe thì ta tích rồi. Nhà vua đã mê sữa chua uống Cun chưa nào? Sữa được lên men tự nhiên với vị sữa chua chua ngọt ngọt lên rất dễ mê đấy. Uống xong, ăn mày phải vui vào thùng rác nhé. Thế bây giờ ngươi chọn đồ chơi đi. Được luôn, cảm ơn nhà vua nhé. Có một con đèn lồng sư tử này các bạn ơi. Wow, con này múa thì rất là đẹp luôn. Tiếp theo, đây là đèn lồng gì đây hả nhà vua? Đây không phải đèn lồng, đây là kiếm laser. Là kiếm laser, lần đầu ăn mày nghe thấy luôn. Thế nhà vua thử mở lên xem nào. Ngươi nhìn đây. Kêu luôn này, sáng luôn. Wow, nếu mà cái này vào tối thì chắc là rất là sáng đấy. Đây này, để ăn mày đúc vào đây thử xem. Wow, rất là sáng luôn này. Ngoài ra còn có chức năng khác nữa cơ. Lại còn có cả chức năng khác nữa cơ. Xịn trò ghê, xịn trò ghê. Cái này không những chơi được mà lại còn được làm được nhiều trò. Cấp độ nhà vua. Hóa ra là cái này mà là chức năng à nhà vua. Có đèn lồng khủng long nữa cơ. Wow, cái mắt của nó này, cái răng của nó này, ở bên dưới còn rất nhiều cái bánh xe luôn và có đèn nữa. Để mình thử hoạt động nó xem sao các bạn nhé. Hỏng rồi nhà vua ơi. Ngươi biết tay ta. Đừng, nhà vua đừng đánh ăn mặt. Nhà vua đừng đánh ăn mặt. Nhà vua. Ngươi đứng lại cho ta. Nhà vua, ta con. Nhà vua. Cái này là đèn lồng gì mà lạ như thế này? Ở trên này có những cái cánh quạt có hình như là siêu nhân điện quang này. Trên này là một, đúng rồi, đây là hình siêu nhân điện quang. Cái tay có thể giơ cao này, nhìn như con khỉ luôn. Ngoài làm đèn lồng, con có thể làm đèn ngủ. Đèn thức như đèn ngủ gì. Bảo một cái nhạc inh ngon mà tai luôn các bạn ơi. Mà đẹp ghê này các bạn ơi, nhìn này. Xoay xoay tít luôn. Ui, sáng không, sáng không, sáng không. Cái này mà đêm trung thu đi chơi thì hết sảy các bạn ạ. Nhà vua cho ăn mày cái này đi nhá. No, 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 ta để làm đèn ngủ. Nhà vua còn có một cái đèn lồng robot siêu xịn sò nữa các bạn ơi. Đèn lồng robot này còn có thể đi được và hát được đấy. Robot của ta còn biết đi dép được đấy. Để xem con robot của nhà vua đi dép như thế nào các bạn nhá. Đâu, đâu. Đeo đôi dép với con gì đây? Hình như con chó hay sao các bạn ạ. Rồi, nhà vua thử xem. Oh, đi được không, đi được không? À, đi. Nhìn như con lật đật đấy các bạn. Đố. Chắc chắn rồi, nhà vua thử lại đi. Để xem con robot này đeo dép ngộ không các bạn nhá. Ây da. Đi giỏi không, bắt tay được chưa? Đi đến nhà vua này các bạn. Ôi trời ơi, đây là đèn lồng người nhện đen. Người nhện đen. Để ăn mày bật lên xem sao. Xem cái đèn lồng này hoạt động như thế nào nhá. Ui, nhà vua nhảy luôn kìa các bạn ơi. Ui, nhà vua nhảy nhá. À, cái đèn lồng, wow, cái chân của nó kẹp rồi. Cho kẹp cổ nhà vua luôn, kẹp luôn. Wow, hai cái mắt của nó rất là sáng các bạn ạ. Ở đây có hình một con nhện ở giữa này. Đi này. Wow. Nhà vua đang ngồi ở trên kia ngắm cảnh hoàng hôn các bạn ơi. Còn mình, các bạn thấy sợ không, sợ không? Mình sẽ dùng cái mặt nạ này để chôn nhà vua các bạn nhá. Đây là một cái mặt nạ phong kỳ quốc kỳ à.
còn đây là cái mặt nạ robot đó. Các bạn thấy mặt nạ nó đáng sợ ơi. Chưa chán đèn lồng trung thu rồi, bây giờ nhà vua còn ăn bánh trung thu này các bạn ơi. Ui dồi, ngon thế nhà vua ơi, cho ăn mày xin một miếng đi. Được, mang thìa ra đây. Đây rồi nhà vua ơi, thìa đây rồi. Nhà vua, để bánh vào đây đi. Cho nhiều vào. Cho nữa đi, cho nữa đi. Nữa. Ơ, nhà vua còn nhiều bánh thế này, cho một miếng bé tí như thế này à. Nhà vua, cho nữa đi, cho nữa đi. Nhà vua nhiều bánh như thế mà nhà vua cho ăn mày có một miếng bé xíu như thế này. Cái này thì ăn không bỏ tinh răng. Nhưng mà thôi được, thèm quá rồi, vẫn phải ăn các bạn ạ. Trời đã tối rồi và nhà vua đã bật hết tất cả những đèn lồng này lên các bạn ơi. Các bạn thấy đèn lồng nào đẹp nhất? Nhìn mà xem này, cái nào cũng đẹp luôn. Wow, con chư tử này nhảy múa liên tục luôn. Đi này, con này đi được luôn. Lắc. Oh. Còn ông này nữa, ông này đang múa chư tử này, múa rồng này các bạn ơi. Và thêm một cái đèn này, theo như nào vua nói thì đây là đèn ngủ các bạn ạ. Nhưng mình thấy đây là đèn thức chứ không phải là đèn ngủ, tại vì nó kêu một cái là phải dậy ngay. Rất nhiều đèn đẹp luôn các bạn ơi. Nhà vua chọn cái nào để trung thu đi chơi đây? Nhà vua chọn cái đèn xe tăng này các bạn ơi. Thế thì ăn mày sẽ chọn cái đèn nào nhỉ? À, đèn này cũng đẹp đúng không các bạn? Đèn sư tử. Các bạn ơi, trung thu đến rồi. Ăn mày và nhà vua chúc các bạn có một mùa trung thu thật nhiều quà và thật là vui vẻ ý nghĩa nha. Và các bạn đừng quên cùng Cun làm việc tốt mỗi ngày và chia sẻ yêu thương với tất cả những người xung quanh nha. Còn bây giờ, ăn mày và nhà vua đi rước đèn trung thu đây. Bye bye các bạn nha. Đi.